Thôi các bạn thân mến, Hưng Thịnh mới về một chiếc xe nâng VIP đó các bạn, 3,5 tấn Toyota. Wow. Nghiêng ơi. Trời ra coi. Đâu tắt máy rồi. Số tự động. Hả? Dở máy lên coi. Dở máy. Quay này. Đâu quay coi động cơ coi. Con này sao nhìn nó đẹp quá ha. Ồ, Toyota. Hơi bị đẹp. 1 2 3 4 5 6 máy. 6 máy khủng luôn à. 10 1 3 2 van mềm à. Wow. Ba tấn rưỡi. Rồi em đứng đó đi, đứng đây giới thiệu sơ qua về con xe này coi. Dạ. Nó như thế nào số? Nó là số tự động anh nha. Số tự động là sao? Dạ, nó là tới luôn luôn nè. Bật là tới luôn hả? Ừ, đúng rồi. Đây nó mấy số? Hả? Hai số là tới luôn thôi. Chỉ có tới luôn thôi. Ừ, nó ra lớn chạy nhanh, ra nhỏ chạy chậm thôi. À, nó vậy thì nó quá tiện hả? À, tiện hơn cái mà cà gật hả? À, ở động cơ? Động cơ Toyota. 6 máy? Đúng rồi. Bao nhiêu mã lực ta? Con này chỉ ngựa là trên 50 ngựa đó. À, rồi cái dòng này nhảy nổ đúng không? Nhảy nổ anh đây. Toyota vậy nổ. Còn mấy cần này là cái gì đây? Cần này nó đấu cho mình để sau này mình làm thêm là mình đảo đầu á, quay đầu sàn lam rồi thấy không? À. Hai cần này nó đấu vô thôi chứ còn nó không. Mình có thêm tính năng mình cài thêm thì mình làm. À. Rồi, có sẵn đường nhớt cho mình rồi. À, có sẵn đường nhớt luôn. Đúng rồi. Còn hai cần này là lên xuống đây. Đúng rồi, chính xác. Anh này xi nhan hả? Kèn hả? Đâu giờ em bật đề lên thử coi nhảy nổ không? À, để lên nổ liền anh. À. Yeah. À, rất là nhảy nổ anh. Cái máy to vậy xài có 1 bình ta. Đúng rồi. Nó xài đề đề giảm tốc 12V. À. Mấy dòng này máy thì quá ok ha. Rồi. Hạ Thủy. Kìa. Khóa ra. Cái gì anh? Nó khóa ra. Kéo dưới, kéo ở dưới. Đó đúng rồi. Rồi. Chưa bắt ốc nữa hả anh? Chưa bắt ốc. Nghe mất trời mà. À. Bắt vô xuống lỗ đàng hoàng nha. Đó, kìa hai lỗ trước nữa.
con này dàn lốp đồ là rất đẹp các bạn nha. Lốp sau này còn mới nè, lốp hơi, lốp trước lốp hơi luôn nè. Lái chiếc xe cặp sát tường, tay lái lụa mà. Chị ơi, chiếc này bán nhiêu? Chiếc này bán nhiêu? À, coi sổ ra, mua nhiều quá không nhớ à? À rồi. À giá làng đúng không? Rồi ok rồi. Định hỏi giá mà ở đây. À nguyên một đống đó hả? Rồi 3 tấn rưỡi. Rồi.